À, ta bắt đầu bài của chúng ta là sang bài thứ hai là khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Bài thứ hai là khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Bài này lý thuyết cũng khá nhiều. Bài lý thuyết khá nhiều. Và ở bài này chúng ta sẽ có một vài công thức em nhé. Có một vài công thức. Ở cái bài đầu là khối đa diện ấy, hình đa diện và khối đa diện ấy thì cơ bản là nó chỉ liên quan đến cái lý thuyết chúng ta là nhận dạng đâu là hình đa diện, đâu là khối đa diện, được chưa? Và tại sao một hình thì nó không phải là hình đa diện, ta giải thích được vì sao nó không phải là hình đa diện. Rồi là số mặt, số cạnh, số đỉnh. Bây giờ chúng ta nhớ lại cái khái niệm ở lớp lớp dưới chúng ta học, khái niệm tứ giác lồi ấy. Khái niệm tứ giác lồi. Các bạn còn nhớ khái niệm tứ giác lồi là thế nào không? Ví dụ tứ giác Đúng này thì rồi, giác lồi này thì sẽ có A B C D này, tứ đây cũng là tứ giác nhưng đây không gọi là tứ giác lồi. Nó tứ giác A B C D này không lồi, tứ giác này bên này lồi thì sao? Ta định nghĩa tứ giác lồi thế nào ai ai nhớ nói thử cho thầy nghe nghe nào. ABCD là tứ giác rồi vì nó nằm trong cái mặt phẳng mà có bờ là CD chứa cả cái tứ giác đấy. À, tức là nôm na cái đấy nó cũng không chuẩn đâu nhưng mà hiểu nó là như thế này. Nếu mà ta kẻ một cái đường thẳng chứa một cạnh bất kỳ của cái đa giác thì tất cả những đỉnh còn lại nó nằm cùng phía so với đường thẳng đấy. Đúng không? Đấy, nó nằm cùng phía. Đấy là một cách định nghĩa nhé. Cách định nghĩa thứ hai người ta nói là nếu mà người ta lấy điểm M và điểm N nằm trong cái hình hình đa giác này ấy, thì đoạn thẳng MN nó nằm toàn bộ bên trong cái miền bên trong của hình đa giác. Đấy ạ. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta xét khái niệm về 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 hình đa diện lồi thì cũng tương tự như vậy thôi. Thứ nhất là một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện. Nếu mà ta lấy bất kỳ hai điểm AB nào đó thì mọi điểm của đoạn thẳng AB đều nằm thuộc vào khối đa diện đó. Đây ví dụ như là cái khối đa diện như này là khối đa diện lồi. Đấy. Tức là khi bạn lấy hai điểm nhé, ví dụ tôi lấy cái điểm M nằm trong khối đa diện này, điểm N nằm trong khối đa diện thì toàn bộ cái đoạn thẳng MN này này, đấy, tất cả những điểm thuộc vào đoạn thẳng MN nó cũng thuộc vào khối đa diện đó. Đúng không? Cái khối đa diện là E, A, B, C, D, F thì trong hợp này nó là khối đa diện lồi. Nhưng mà cái khối như thế này thì không gọi là khối đa diện lồi các này. Đấy, khối thứ hai này người ta không là khối đa diện lồi. Khối này không gọi là khối đa diện lồi, ta thử giải thích xem vì sao nhé. Nào, các em giải thích thử xem vì sao nó không phải là khối đa diện lồi nào. Đây nha, nói đơn giản này. Các em lấy cái điểm A, đây là điểm A này. Đấy. Xong các em lấy cái điểm B ở đây, như vậy đương nhiên hai cái điểm A, B này là thuộc vào khối đa diện rồi đúng không? Nhưng mà các em nối cái đoạn thẳng AB này thì trừ hai cái điểm AB ra, còn lại những cái điểm thuộc đoạn AB nó còn nằm trong cái khối đa diện đâu? Nó nằm ở cái miền ngoài chứ. Đúng không? Đấy, nó nằm ở miền ngoài chứ. Nó nằm ở miền ngoài đúng không? Đúng chưa? Đấy, các em để ý ngay là hai cái điểm A và B thì chỉ có A và B nó thuộc vào cái miền thuộc vào khối đa diện thôi, chứ còn các cái điểm khác của đoạn AB thì nằm bên ngoài hết, như vậy nó không gọi là khối đa diện lồi đúng nhỉ? Thế và tương tự như khái niệm về đa giác lồi ấy, thì người ta cũng có một khái niệm tương tự như vậy. Tức là nếu như trong trường hợp ấy mà ta lấy một cái mặt phẳng nào đó mà chứa một mặt của đa diện ấy thì tất cả những cái đỉnh còn lại nó sẽ, hay là tất cả những điểm thuộc vào khối đa diện ấy, thì nó sẽ thuộc vào cùng một nửa mặt phẳng so với cùng một nửa của cái miền mà giới hạn của mặt phẳng đấy. Hay nói khác đi là một khối đa diện được gọi là khối đa diện lồi khi và chỉ khi là miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó. Hoặc là chúng ta có thể hiểu nôm na là như thế này. Nếu mà tôi lấy một cái mặt phẳng nào đó chứa một mặt của đa diện
thì tất cả những cái đỉnh còn lại của khối đang diện đấy nó phải nằm về cùng phía so với mặt phẳng đấy. Ví dụ đây trong hợp này các em để ý nhé, đây chúng ta có các cái đỉnh này, 2, 3, 4 đỉnh, 5 đỉnh này, đúng không? 5 đỉnh này là 5 đỉnh còn lại, còn 4 cái đỉnh này là 4 đỉnh nằm trên mặt phẳng rồi. Mặt phẳng này là mặt phẳng alpha đi, đúng không? Thì 5 cái đỉnh A, B, C, D, E các bạn thấy nó nằm cùng phía so với cái mặt phẳng alpha này, đúng không? Như vậy một khối đa diện được gọi là khối đa diện nồi nếu ta lấy một mặt phẳng bất kỳ nhé, nhớ là mặt phẳng bất kỳ chứa một mặt bất kỳ của khối đa diện đấy đó. Mà tất cả những đỉnh còn lại ấy, nằm về cùng một phía so với mặt phẳng đấy thì khối đa diện sẽ được gọi là khối đa diện nồi đấy đó. Nhớ là nó phải đúng với một mặt bất kỳ nhé. Ví dụ như cái hình này, trường hợp như này chẳng hạn, đấy, trường hợp như này chẳng hạn đấy. Như này nếu mà ta lấy đây, cái đây là mặt phẳng là ABC hay là ta lấy cái mặt phẳng này là EFGH nhá. EFGH. Thế thì bây giờ các bạn hình dung một điều là nếu mà ta lấy cái mặt phẳng chứa bốn cái điểm EF, G và H ở đây ấy, thì nó sẽ thỏa mãn. Nhưng mà khi mà ta lấy cái điểm này K L M P. Đấy. Thì khi mà chúng ta lấy một cái mặt phẳng mà chứa cái đa giác KLMP này, này thì cái đỉnh E, đỉnh H nó nằm về một phía, còn đỉnh F, đỉnh G nó nằm về một phía. Điều này chứng tỏ rằng là tất cả các đỉnh nó không nằm về cùng một phía so với cái mặt phẳng đấy. Thì như vậy cái hình này cũng không được gọi là khối đa diện nồi nhá. Lưu ý như vậy. Và có một cái điều quan trọng, cái này các em nhớ này, đây là một công thức quan trọng, công thức này có tên là công thức Euler. Công thức Euler cho phép chúng ta ấy, là tính số đỉnh, cho chúng ta mối quan hệ giữa số đỉnh, số cạnh và số mặt của một đa diện lồi. Các em nhé. Nhớ là nó phải là đa diện lồi mới có tính chất này, tức là chúng ta luôn có là số đỉnh này cộng số mặt này trừ số cạnh bằng 2. Chúng ta có thể viết thế này cho nó dễ này, d cộng m trừ đi c bằng 2, được chưa? Đấy, D cộng VM trừ C bằng 2. Trong đó D là số đỉnh, M là số mặt và C là số cạnh. Đây là công thức đầu tiên chúng ta phải nhớ. Nhưng công thức này đối với đa diện lồi thôi các em nhé. Chỉ đối với khối đa diện lồi thì công thức này mới đúng thôi. Chỉ đối với khối đa diện lồi thôi. Các em lưu ý như vậy cho thầy. Công thức này là công thức Euler đối với khối đa diện lồi. Đây là công thức Euler đối với khối đa diện lồi. Các bạn ghi xong chưa? Ta sang phần tiếp theo. Đây, ví dụ như trong trường hợp này người ta hỏi các em là hình nào là khối đa diện lồi, đúng không? Thì cái hình 1 này sẽ là khối đa diện lồi này. Thằng này là đa diện lồi, thằng này là đa diện lồi này. Hình thứ 3 này cũng là đa diện lồi, nhưng mà hình thứ 4 của chúng ta ấy, nó là khối đa diện. Cái hình biểu diễn thứ 4 ấy. Đấy, thì nó không phải là khối đa diện lồi. Các bạn để ý đây, ta lấy đây là điểm S, đây là điểm A, đây là điểm M nhé. Thì khi mà các em lấy mặt phẳng SAM ấy, thì hai cái đỉnh P và cái đỉnh Q ấy, là nó nằm về hai phía của cái mặt phẳng SAM đấy, đúng không? Như vậy đây không phải là khối đa diện lồi, đúng không? Chúng ta giải thích được vì sao nhé. Ví dụ thứ hai, cho các khối đa diện sau thì khối nào là khối đa diện lồi và vì sao? Thế thì chắc chắn là ta loại cái hình 2 đã, đúng không? Vì hình 2 nó có phải là hình đa diện đâu, nó có phải là khối đa diện đâu, đúng không? Thế còn cái hình 3 của chúng ta thì giống như cái hình ví dụ vừa rồi của chúng ta là nó không phải đa diện rồi. Bởi vì đây tôi lấy đây điểm A, đây lấy điểm B, thì ngoài hai cái điểm A, B thì những điểm khác của đoạn AB nó không nằm trong cái khối đa diện này, đúng chưa? Như vậy trong trường hợp này các cái hình, các cái khối đa diện lồi ở đây nó bao gồm có hình 1 và hình số 4 các em nhé. Hình 1 và hình số 4. Đấy, chúng ta có hai cái hình đấy, hình 1 và hình 4 là khối đa diện lồi. À, những cái hình này thì trong cái tài liệu gửi cho các bạn thì cũng đã có rồi. Ta sang ví dụ thứ 3. À, một khối đa diện với các mặt là các cái tam giác. Gọi C là số cạnh, M là số mặt. Tìm mối liên hệ giữa M và C. Thì chúng ta cũng vừa làm cái bài tương tự như này ở cái phần bài trước rồi, đúng không ạ? Ở cái bài khối đa diện ấy thì chúng ta đã làm một bài tương tự như này rồi.
Tức là chúng ta có là C thì bằng là 3M trên 2. Đúng không ạ? Đây chính là mối quan hệ giữa M và C trong trường hợp hình này. Tức đây người ta nói là mỗi mặt là tam giác mà. Mỗi mặt là tam giác mà nó có M mặt thì tổng số cạnh nó sẽ là M nhân 3. Nhưng mà vì mỗi cạnh là chúng ta tính hai lần. Đúng không ạ? Vì mỗi cạnh nó nằm trên hai mặt mà. Ta tính hai lần. Nên là số cạnh nó sẽ bằng là 3M trên 2. Các em chú ý cái công thức này vậy. Nhưng mà cái này nó chỉ đúng trong trường hợp là các mặt là tam giác thôi nhá các em nhá. Các mặt đều là tam giác. Đấy, các mặt đều là tam giác thì mới có cái điều này. Chứ còn mai kia chúng ta học một cái khối đa diện bất kỳ mà các em lại lôi công thức là C bằng 3M trên 2 ra là sai các em nhé. Trong trường hợp này nó chỉ đúng khi mà các mặt đều là tam giác thôi. Đúng không ạ? Ví dụ số 3. Ví dụ số 4. Một khối đa diện mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh. Gọi C là số cạnh và D là số đỉnh. Thì tìm mối liên hệ giữa D và C. Các bạn thử suy luận xem nào. Mỗi cạnh thì nó có mấy đỉnh em nhỉ? À các em. Mỗi cạnh thì có mấy đỉnh? Mỗi cạnh thì chứa hai đỉnh. À mỗi cạnh chứa hai đỉnh. Như vậy nếu C là số cạnh thì số đỉnh sẽ là gì? Số đỉnh sẽ là gì? Có phải 2C trên 3? Lý do là thế này. Thứ nhất là mỗi cạnh là có hai đỉnh. Đúng không? Như vậy chúng ta có C cạnh. Đúng không? C cạnh thì các em nhân với 2 lên thì nó ra 2C đỉnh. Tuy nhiên là mỗi đỉnh chúng ta đếm mấy lần? Mỗi đỉnh thì được đếm 3 lần. Vì đề bài nó cho là mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh mà hoặc mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh. Đúng không? Ví dụ như cái hình tứ diện này chẳng hạn nhé. Ví dụ như cái hình tứ diện này chẳng hạn. Đấy, cái đỉnh bây giờ bốn cái đỉnh A B C D nhé. Đúng không? Thì rõ ràng là các em thấy là cái đỉnh A này ta đếm 3 lần. Ta đếm 3 lần bởi vì một đỉnh một lần đếm ở trên AB, một lần đếm trên AC, một lần trên AD. Có đúng không ạ? Vậy thì mỗi đỉnh này đếm 3 lần thì các em thấy một điều là ta phải lấy C nhân với 2, ta phải chia cho 3 thì mới ra số đỉnh được, đúng không ạ? Mới ra số đỉnh được. Nào chỗ này các em hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm trong ví dụ 4 được chưa? Nó cũng giống như vừa rồi cái bài toán mà mỗi mặt là một tam giác ấy, đúng không? Đấy, mỗi mặt là một tam giác thì hỏi là có bao nhiêu cạnh nhé, đúng không? Ta sang ví dụ tiếp theo, ví dụ 5. Một khối đa diện lồi có 10 đỉnh và 7 mặt, hỏi xác định số cạnh của hình đa diện. Nhớ là đa diện này đa diện lồi nhé. Vậy thì em nhớ cái đẳng thức Euler ở đây, ta có là D cộng với M trừ đi C bằng gì ạ? Bằng 2. Đúng không? Bây giờ các em lắp vào đây. À, số đỉnh là 10, như vậy là D thay bằng 10. Số mặt là 7, như vậy thay bằng 7 trừ đi C, cái này bằng 2. Và từ đây chúng ta tìm được là C của ta sẽ bằng là 10, 15. Đúng không ạ? Như vậy từ đây suy ra là hình đa diện của ta hay là khối đa diện. Khối đa diện lồi. À, chúng ta sẽ có 15 cạnh. Và các em chú ý nhé. Chỉ khối đa diện lồi thì mới có tính chất là D cộng M trừ C bằng 2. Được chưa? Chứ không phải khối đa diện nào cũng có cái này đâu nhé. Đa diện lồi thì nó mới có tính chất là D cộng M trừ C bằng 2. Cái định lý Euler này nó chỉ, cái định lý về Euler ấy, thì nó chỉ đúng trong trường hợp khối đa diện lồi thôi. Các em chú ý như vậy. Có nhanh quá không các em? Chẳng cái phản xạ gì nhỉ, hay ngủ hết rồi. Nguyệt thử lên tiếng xem nào. Nguyệt hả? Ta sang tiếp tục nhá. Ví dụ số 6. Hình chóp có đáy là lục giác đều thì có bao nhiêu cạnh? Cái bài này chúng ta đáy là lục giác đều. Đúng không? Đấy, lục giác đều. Lục giác đều thì có 12 cạnh. Rồi.
trục giác đều thì ta có 6 cạnh đáy và 6 cạnh bên, đúng không ạ? 6 cạnh đáy, 6 cạnh bên, như vậy có 12 cạnh đúng không ạ? Bằng gồm có 6 cạnh đáy cộng với 6 cạnh bên. Đúng không ạ? Đây hình chóp mà, hình chóp lục giác thì còn lăng trụ thì số cạnh nó sẽ gấp 3 lên, lăng trụ lục giác đều thì nó sẽ có 18 cạnh, đúng không ạ? Ta sang hai nhỏ là khối đa diện đều. Khối đa diện lồi thì các em chú ý là cách nhận dạng thế nào là một khối đa diện lồi như nào. Và thứ hai các em chú ý thầy là cái định lý Euler nhé, d cộng m trừ c bằng 2 nhé, đối với khối đa diện lồi nhé. Ta sang phần tiếp theo là hai nhỏ là khối đa diện đều. Khối đa diện đều này là một cái phần mà nó có rất ít thôi, nhưng mà nhiều khi là chúng ta nhớ sau một thời gian chúng ta lại quên. Thế nên cứ thi thoảng ta phải mở ra ta xem lại nhé. Phần bài 1 và bài 2 khá nhiều lý thuyết. Thứ nhất là chúng ta xét cái định nghĩa khối đa diện lồi đã, khối đa diện đều đã. Thứ nhất là khối đa diện đều thì đầu tiên nó phải là khối đa diện lồi. Và nó có hai tính chất sau. Một là các mặt là những đa giác đều p cạnh. Ví dụ các mặt là tam giác thì nó phải là tam giác đều hết. Các mặt là tứ giác thì nó phải là hình vuông hết. Các mặt ngũ giác nó phải là ngũ giác đều. Đấy, ví dụ như thế. Thứ hai đó là mỗi đỉnh thì là đỉnh chung của đúng quy cạnh, quy mặt. Hay là cái này chúng ta có thể thay là mỗi đỉnh là đỉnh chung của quy cạnh, đúng rồi, cũng được. Và cái khối đa diện đều như vậy thì chúng ta gọi là khối đa diện đều loại PQ. Trong đó P là gì? P là số cạnh trên một mặt, đúng không? Q là gì? Q là số cạnh từ một đỉnh. Từ một đỉnh ta kẻ được bao nhiêu cạnh thì đấy là Q. Khối đa diện đều là khối đa diện lồi mà có hai tính chất. Một, các mặt là những đa giác đều p cạnh. Hai là mỗi đỉnh là đỉnh chung của quy mặt. Hay là mỗi đỉnh là đỉnh chung của quy cạnh, thế thôi. Và những khối đa diện đều loại như vậy ta gọi là khối đa diện đều loại PQ. Ta lấy ví dụ như này nhé. Ví dụ chúng ta biết là cái tứ diện đều, cái khái niệm tứ diện đều là ta được học từ lớp 11 rồi. Đúng không? Tứ diện đều thì ở đây các em thấy là thứ nhất là nó có bốn mặt. Bốn mặt tứ diện đều nha, tứ diện đều. Và sau này tứ diện đều thì ta gọi là một loại đa diện đều đấy. Nó có bốn mặt là các tam giác đều đúng không? Được chưa? Thứ hai nữa là các em thấy ngay là mỗi đỉnh thì nó là cái đỉnh chung của ba mặt, phải không? Của ba mặt. Ví dụ như ta xét cái ABCD này chẳng hạn, đúng không? Thì cái điểm A này này nó nằm trên ba mặt ABC, ABD và ACD, đúng chưa? Như vậy cái tứ diện đều thì rõ ràng nó thỏa mãn cả hai tính chất rồi. Vậy trong trường hợp này các em thấy là thứ nhất là P thì bằng 3, đúng không? P là gì? P là ở đây nó nói là các mặt là những đa giác đều P cạnh mà. Như vậy trong trường hợp này các mặt là các tam giác đều, tam giác đều thì P bằng 3, đúng không? Thứ hai là mỗi đỉnh là đỉnh chung của quy mặt, thì trong trường hợp này mỗi đỉnh đỉnh chung của ba mặt, như vậy đa tứ diện đều là đa diện đều loại 33 nhé. Tứ diện đều là loại ba diện đều loại 33. Đấy, như vậy ta nhận xét là tứ diện đều là đa diện đều loại 33. Như vậy chúng ta chỉ cần nhìn tên loại nó 33 là ta hiểu là 3 là gì? 3 là tam giác đúng không? 3 kia là gì? 3 đỉnh đúng không ạ? À, xin lỗi, một đỉnh nằm trên 3 mặt đúng không ạ? Thế bây giờ thầy hỏi các em là tứ diện đều loại 43 thì nó sẽ được dịch thế nào các em? Tứ diện đều loại 43 là hình chóp tứ giác đều. Không, nghĩ kỹ đi. Đúng không ạ? 43. Hình chóp tứ giác đều làm sao mà nó là đa diện đều được? Đã nó muốn là đa diện đều ấy thì tất cả các mặt đều phải là các đa giác đều và cùng số cạnh đúng không? Ví dụ tam giác đều thì số mặt nó phải tam giác đều hết.
tứ giác đều thì nó phải hình vuông hết. Thế bây giờ hình chóp tứ giác đều thì các em thấy là đáy là hình vuông, còn ba cái mặt còn lại nó là tam giác cơ mà, thì làm sao nó là đều được, đúng không ạ? Thì ở đây đa diện đều loại 43 thì nó sẽ gồm gì? Thứ nhất là các mặt là hình vuông, đúng không? Các mặt là hình vuông. Thứ hai nữa là mỗi đỉnh là đỉnh chung của mấy mặt ạ? Của ba mặt, đúng không? Mỗi đỉnh thì là đỉnh chung của ba mặt. Đấy, các em chú ý như vậy. Thế và chúng ta có một cái định lý, đó là trong không gian ấy thì chỉ có 5 loại đa diện đều thôi. Đấy, nó không có nhiều đâu, nó chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là các loại 33. 33 thì tương ứng ở đây là gì? 33. Như ta vừa nói nó là tứ diện đều. 33 thì là tứ diện đều. Thứ hai là loại 43, 43 là hình mà chúng ta rất quen thuộc đấy. Đây chính là hình lập phương. Tất cả các mặt của nó đều là hình vuông đúng không em? Đấy, hình lập phương của ta thì có tất cả các mặt đều là hình vuông không ạ? Được chưa? Tiếp theo loại 34 là gì? 34 ấy thì nó có tên gọi là bát diện đều. Bát diện đều. Cái loại 53 thì cái này là 12 mặt đều. Và cái loại 35 của chúng ta ấy là loại 20 mặt đều. Cái này các em phải thuộc thôi, bởi vì nó không có nhiều, nó chỉ có 5 loại thôi, đúng không? Tứ diện đều thì quen rồi nhá. Hình lập phương thì quen rồi, chỉ còn 3 cái loại còn lại là ta ít gặp thôi, đúng không? 3 cái loại còn lại ta ít gặp. Thế và định lý của chúng ta này phát biểu là trong không gian thì chỉ có 5 loại đa diện đều thôi. Đấy, 5 loại đa diện đều thôi. Và như vậy các em nhớ là như vậy trong không gian ta là chỉ có 5 khối đa diện đều thôi. Và ở đây các em chú ý như thế này, với mỗi khối đa diện đều loại PQ ấy mà có số đỉnh là D, số cạnh là C và số mặt là M thì các em có cái đẳng thức đó là PM bằng QD bằng 2C. Cái này chỉ đúng với đa diện đều các em nhá, chỉ đúng với đa diện đều thôi. Đấy, chú ý như vậy, nó chỉ đúng với đa diện đều thôi. PM bằng QD bằng 2C. Đó, chỉ đúng với khối đa diện đều thôi. Lưu ý như vậy. Thế còn bây giờ ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về 5 cái loại khối đa diện đều chúng ta là 5 loại nào, đúng không? Cái tứ diện đều thì chúng ta gặp nhiều rồi. Hình lập phương thì ta gặp nhiều rồi, nhưng mà bây giờ bát diện đều, bát diện đều các em hiểu một điều là bát diện, bát là mấy các em? 8 ạ. Bát là 8 đúng không ạ? Như vậy bát diện đều là hình gồm có 8 mặt đều, đúng không ạ? Và như vậy trong trường hợp này cái loại 33 34 này là bát diện đều, có tên nó là bát diện đều. Đúng không ạ? Thì thầy hỏi các em là mỗi mặt của nó sẽ có đặc điểm là gì không? Nếu mà loại 34 thì mỗi mặt có phải là ba cạnh đều không ạ? Ba cạnh đều chính là gì? Tam giác. Tam giác đều, đúng không ạ? Ba cạnh đều thì nó là tam giác đều thôi. Như vậy đối với một khối đa diện đều loại PQ ấy, thì các em có PM bằng QD và bằng 2C nhé. Được chưa? À, đây chúng ta bắt đầu nghiên cứu đến các cái loại khối đa diện này. Và các em lập cái bảng này cho thầy. Thứ nhất là tứ diện đều. Tứ diện đều cái hình này quen rồi, đúng không? Số đỉnh chúng ta đếm được là 4. Các em nhớ nhé. Chúng ta có hai cái đẳng thức đối với khối đa diện đều. Các em có hai đẳng thức này. Tức là một là đa diện đều nó là đa diện lồi, như vậy là D cộng M trừ đi C bằng 2, đúng không? Thứ hai là đa diện đều loại PQ ấy, trong đó là gì ạ? P là số cạnh trên một mặt, còn Q là số cạnh từ một đỉnh nhé. P này bằng số cạnh
bằng số cạnh một mặt trên một mặt, còn Q là bằng số cạnh từ một đỉnh. Thì các em sẽ có là PM bằng QD bằng 2C. Đúng không? Đấy, các em có hai cái chỗ đấy, hai cái chỗ mà các em phải lưu ý như vậy. Thế vậy thứ nhất là tứ diện đều. Thứ nhất là tứ diện đều. Tứ diện đều thì ở đây các em thấy là số đỉnh của nó các em đếm ngay được là 4 rồi. Cái tứ diện đều thì đã nói lên số mặt rồi, số mặt sẽ là 4. Đúng không? Bây giờ các em lấy D cộng với M trừ đi C bằng 2 thì các em sẽ được là số cạnh bằng 6. Và tên của tứ diện đều thì các em thấy là mỗi mặt là tam giác và từ một đỉnh có 3 cạnh. Như vậy trong hợp này nó sẽ là 33. Đúng không? Cái khối thứ hai là khối lập phương. Khối lập phương thì chúng ta lưu ý một điều là khối lập phương là chúng ta có số đỉnh là 8. Đúng không? Số đỉnh là 8. Số cạnh thì là 12. Số mặt là 6. Và tên loại thì các em để ý một điều là số cạnh trên một mặt là 4, đúng không? Hình vuông mà. Hình vuông thì trên mỗi một mặt nó có số cạnh là 4. Đúng không ạ? Từ một đỉnh các em thấy là có 3 cái cạnh. Hay nói khác đi là từ một mỗi một đỉnh ấy thì là đỉnh chung của 3 mặt, đúng không ạ? Như vậy khối lập phương thì là đa diện đều loại 43. Đấy, khối lập phương là đa diện đều loại 43. Thế bát diện đều thì ta vẽ thế nào? Các em vẽ cái bát diện đều thì các em vẽ như sau cho thầy nhé. Đầu tiên các em vẽ cái hình bình hành này trước này. Đấy, vẽ hình bình hành. Sau đó các em lấy cho thầy giao điểm của hai đường chéo. Đấy, giao điểm của hai đường chéo. Đấy. Và các em lấy hai điểm đối xứng với nhau qua cái giao điểm hai đường chéo đấy. Ví dụ đây là tứ giác, đây là A, B, C, D các em nhé. A, B, C, D nhé. Được chưa? Thì các em lấy cái điểm O là giao điểm của AC và BD này. Sau đó các em vẽ sao cho O là trung điểm của S, S' là được. Đấy, sao cho O là trung điểm của S, S' là được. Đấy, cách thức vẽ chúng ta là như vậy. Cách thức vẽ bắt diện đều ấy. Cái ba cái loại này thì ta vẽ được thôi, chứ còn hai cái loại còn lại thì ta không vẽ được đâu. Và bát diện đều thì trong trường này các em thấy là tên nó là bát diện đều thì số mặt nó phải là 6, là 8 thôi. Bát mà. Cái bát này nó chính là 8 mà. Đúng không? Cái này là 8. Diện thì là mặt. Như vậy 8 mặt đều. Hình 8 mặt đều. Nên là số mặt nó phải là 8. Được chưa? À, thứ hai nữa là số đỉnh. Các em đếm là số đỉnh là 6. Và số cạnh là 12. Được chưa? Bát diện đều này thì các em thấy là mỗi mặt nó là một tam giác đều, như vậy nó có 3 cạnh trên một mặt, như vậy P bằng 3. Đúng chưa? À, mỗi một đỉnh thì nó là đỉnh chung của 4 mặt. Như vậy Q nó sẽ bằng 4. P bằng 3 thì Q bằng 4. Bát diện đều là đa diện đều loại 3 4. 4 3 là khác nhá, 4 3 là hình lập phương. Đúng nhỉ? Như vậy 4 3 là hình lập phương, còn 3 4 ấy thì là bát diện đều. 3 4 thì là bát diện đều. Thế còn hai cái khối đa diện nữa, hai cái khối này thì các em chỉ cần quan sát hình thôi, chúng ta không vẽ đâu. Thứ nhất là khối 12 mặt đều. 12 mặt đều thì chúng ta có số đỉnh là 20, số cạnh là 30. Và mỗi mặt nó là lục giác, à, ngũ giác đều nhá. Đa diện đều loại 53. 53. À, hình 20 mặt đều ấy thì có số đỉnh là 12, số cạnh là 30, số mặt là 20. Và nó là đa diện đều loại 35. Hai cái này thì các em chỉ cần nhớ thầy cái tên loại, chúng ta chỉ cần nhớ thầy tên loại là một này. Được chưa? Và cái tên của nó nhá. Tí nữa thầy sẽ dạy cách là suy ra số đỉnh, số cạnh nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì tí nữa ta sẽ nói cái chỗ đấy. Bởi vì cái tứ diện đều thì ta vẽ được nhé. Đúng không ạ? Tứ diện đều vẽ được này. Bát diện đều vẽ được này. Hình lập phương thì vẽ được. Thì những cái hình đấy chúng ta, nếu mà hỏi những cái hình đấy chúng ta vẽ cái hình ra. Đúng không ạ? Thế nhưng đối với những cái hình 12 mặt đều và 20 mặt đều thì khác nhé. Thế thì làm thế nào ta nhớ được? Ta nhớ này. Bây giờ... một là 12 mặt đều. 12 mặt đều thì các em nhớ cho thầy cái loại của nó là loại 53. Đúng không ạ? Như vậy là số mặt nó là 12 này. Đúng không?
chúng ta có là P bằng 5, Q bằng 3, đúng không? P, Q mà, đa thì đều loại P, Q thì P bằng 5, Q bằng 3. Được chưa? P bằng 5 nghĩa là gì ạ? Mỗi mặt là 5 cạnh, trên mỗi mặt nó có 5 cạnh. Q bằng 3 nghĩa là từ một đỉnh chúng ta kẻ được 3 cạnh. Hoặc là mỗi đỉnh của một đa diện này ấy, thì nó là đỉnh chung của 3 mặt. Thế thì chúng ta nhớ đẳng thức là chúng ta có hai cái đẳng thức mà các em phải nhớ, đó là PM bằng QD bằng 2C, đúng không? Thứ hai là chúng ta có là D cộng với M trừ IC, cái này bằng 2. Thế bây giờ chúng ta đã có là M bằng 12 rồi, đúng không? M bằng 12, P bằng 5. Như vậy các em sẽ có ngay là QD thì bằng 2C và bằng 60, đúng không? Đây đẳng thức đầu tiên này này, có P rồi nhá, P có rồi này, P có, M có này, thì P nhân M nó bằng 60, đúng không? Thế thì từ đây ta sẽ suy ra số cạnh nó là 20. Số cạnh là 20. À xin lỗi, số cạnh là 30. 60 chia 2 mà, đúng chưa? Thế còn số đỉnh thì Q nó bằng mấy? Q nó bằng 3. Q bằng 3 tức là ta có chỗ này là 3D bằng 60, thì D số đỉnh có phải là 20 không ạ? Đúng không? Kể cả hình 20 mặt đều cũng thế các em nhé. Như vậy các em chỉ cần nhớ thầy là thứ nhất là cái tên của nó là 20 mặt đều, cái loại của nó là loại 35, là các em sẽ xây dựng được. Đây, ví dụ như hình 20 mặt đều thì ta xây dựng như sau. Nào, 20 mặt đều này, chúng ta vẫn cứ nhớ hai cái đẳng thức cho thầy. À, có D, có C, có M. Đó. Nào, hình 20 mặt đều nha. 20 mặt đều này thì nó là loại 35. Ta xây dựng lên cái bảng này, đúng không? Và lúc nào ta cũng nhớ được đâu. Thế thì bây giờ các em sẽ có là gì? Một là các em có là M bằng 20, P là bằng 3 và Q thì bằng 5, đúng không? Như vậy các em sẽ có là gì ạ? P nhân M bằng QD bằng 2C sẽ tương đương này. P nhân M ở đây là 3 nhân 20 bằng Q nhân VD tức là 5 nhân VD và bằng 2C. Bằng 2C, đúng không? Bằng 2C. Như vậy từ đây các em sẽ suy ra ngay là D của chúng ta ấy, nó sẽ bằng là gì? 60 chia cho 5, đúng không? 60 chia 5 thì là 12 thôi, đúng chưa? Thế còn C thì bằng 60 chia 2 là 30 thôi, đúng không? Như vậy là số cạnh là 30, đúng không? Các em chỉ nhớ thầy là nó có 5 loại nhé. 5 loại đấy là 5 loại nào thì cố gắng học thuộc cũng vậy, đúng không? Thế còn số cạnh, số đỉnh, số mặt thì đối với hình tứ diện đều, hình lập phương hay là bát diện đều thì vẽ ra mà đếm. Thế còn đối với hai cái loại cao là 12 mặt đều với 20 mặt đều ấy thì ta tìm cách ta xây dựng lên nó nhé. Được chưa các em nhỉ? Tóm lại là khối đa diện đều trong không gian ta chỉ có 5 loại thôi. Nào, bây giờ câu ví dụ tiếp theo đó là có bao nhiêu khối đa diện đều mà mỗi mặt của nó là loại là một tam giác đều. Tam giác đều thì như vậy là P bằng 3 rồi, đúng không các em? Đấy, nó phải có P bằng 3 rồi. Như vậy là chúng ta có các mặt sao loại sao? Một loại thứ nhất là loại 33, đúng không? Loại 33 này là tứ diện đều. Loại thứ hai đó là loại 34 và loại thứ ba là loại 35 thôi, đúng không? 34 thì là hình gì? 34 thì là bát diện đều, đúng không? Thế còn 35 thì nó là hình 20 mặt đều. Nhớ nhá, 35 thì là 20 mặt đều, như là 53 thì nó chỉ có 20 mặt, 12 mặt đều thôi. Đấy. Như vậy nó hỏi là họ hỏi là có bao nhiêu loại khối đa diện đều mà mỗi mặt nó là tam giác đều ấy, thì ta trả lời là 3, đúng không? Ta trả lời là 3. Đây là ví dụ số 7. Ví dụ tiếp theo. À, trong không gian có 5 loại khối đa diện đều. Hỏi những loại nào có cùng số cạnh. Đúng không ạ? Tứ diện đều này. Tứ diện đều thì có mấy cạnh ạ? Tứ diện đều thì có 6 cạnh, đúng không? Bát diện đều. Bát diện đều số cạnh là 12. Hình lập phương thì có 12 cạnh. Như vậy là hai thằng này cùng rồi, đúng nhỉ?
Hình 12 mặt đều. Số cạnh là 30. Và 20 mặt đều thì số cạnh cũng là 30. Và như vậy cặp này nữa. Đúng chưa? Như vậy trong hợp này ta trả lời câu hỏi này là gì? Thứ nhất, khối bát diện đều và hình lập phương có cùng số cạnh. Đúng không ạ? Khối 12 mặt đều và khối 20 mặt đều là có cùng số cạnh. Để các em ghi nhớ cái bảng thôi. Bảng thì các em cứ nhớ là đối với bất kỳ một khối đa diện lồi nào thì ta có là D cộng M trừ C bằng 2. D cộng M trừ C bằng 2. Thứ hai, đối với khối đa diện lồi thì nó có đặc điểm nữa, đó là PM bằng QD và bằng 2C nhá. Thì các em lưu ý là chúng ta nhớ được những cái đẳng thức này để ta sử dụng nó trong các bài toán liên quan đến khối đa diện đều. Ví dụ tiếp theo, tìm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều thì tạo thành diện tâm, chứ nói tâm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều thì tạo thành một hình nào. Bây giờ ta vẽ hình ra, tức là có bốn mặt, đúng không ạ? Đây là A, B, C, D. Thế bây giờ ta lấy bốn cái tâm, bốn cái tâm. Đấy, bốn cái tâm này thì các em thấy ngay nó nối thành cái gì ạ? Một hình tứ diện, đúng không? Được chưa nào? Thì ở đây các em lưu ý thấy như này, tâm các mặt của tứ diện đều thì tạo thành một tứ diện đều. Đúng không ạ? Thế còn thầy hỏi một chút là tâm các mặt của hình lập phương thì sao? Nếu mà bây giờ lấy cái hình lập phương thì sao? Hình lập phương thì sao các em? Tâm các mặt của hình lập phương thì nó tạo thành cái gì? Các bạn suy luận nào. Cái hình lập phương có mấy mặt các em? Đấy, có phải tâm của hình lập phương thì tạo thành bát diện đều. Rồi, chính xác rồi, bởi vì là em thấy là cái hình lập phương của chúng ta thì nó có 6 mặt, như vậy có 6 cái tâm ấy. Thế mà trong tất cả các loại khối đa diện đều ấy thì chỉ có mỗi bát diện đều mới có 6 đỉnh thôi, có đúng không ạ? Như vậy tâm các mặt của hình lập phương thì sẽ tạo thành một tâm các mặt của hình lập phương thì tạo thành bát diện đều. Tạo thành một bát diện đều. Thế thì bây giờ thầy câu hỏi nữa là tâm các mặt của hình bát diện đều thì sao? Thì nó tạo thành cái gì? Nào thử suy luận cho nào, tâm các mặt của bát diện đều thì tạo thành hình đa diện nào? Tâm các mặt của bát diện đều thì tạo thành bát diện đều có mấy mặt ạ? Em trả lời thầy câu hỏi là bát diện đều có mấy mặt ạ? Diện đều là 8 mặt. À, bát diện đều của chúng ta là có 8 mặt. Như vậy 8 mặt thì có 8 con tâm, đúng không? Vậy cái hình đa diện của chúng ta là sẽ có 8 đỉnh. Thế trong những đa diện đều thì chỉ có một loại hình mà có 8 đỉnh thôi. Hình lập phương. Đúng rồi, nó tạo thành hình lập phương, đúng nhỉ? Như vậy các em chú ý là tạo thành hình lập phương nhá. Hình lập phương, được chưa nào? Thế tất nhiên là những cái câu hỏi này đều là những cái câu mà chúng ta tìm cách chúng ta suy luận lên nó, đúng không ạ? Thế ví dụ tâm của 20 mặt đều thì sao? Đúng không ạ? Thì nó khó hơn tâm của 20 mặt đều ấy, thì nó sẽ tạo thành 12 mặt đều nhá, và ngược lại. Ta sang một cái phần tiếp theo là các em ghi thầy một số cái chú ý này, tất nhiên cái này các em nghe thôi. Chú ý về cái mặt phẳng đối xứng của một hình. Các em nôm na các em hiểu một điều là cái mặt phẳng đối xứng của một hình ấy thì nó sẽ chia cái hình đó thành hai cái phần mà nó đối xứng với nhau, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là tứ diện đều chẳng hạn. Tứ diện đều thì nó sẽ có tất cả là 6 mặt đối xứng các em ạ. À, các
cái mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều ấy thì các em lưu ý là nó chỉ cần như này. Thứ nhất là chứa một cạnh và trung điểm của cạnh đối diện. Tức là ví dụ như cái tứ diện đây là tứ diện ABCD nhá. Đúng không ạ? Thì cái mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa AD thì nó phải đi qua trung điểm của BC. Đúng không? Như vậy có bao nhiêu cái cặp thế này? Chúng ta có tất cả 6 cạnh thì mỗi một cạnh nó sẽ có chung một cái trung điểm đối diện với nó nữa. Như vậy nó sẽ có 6 mặt đối xứng của tứ diện đều. Đúng không ạ? Cái chỗ này các em nghe để các em ghi nhớ được nhá. Đi thi thì cũng có thể người ta hỏi đấy. Như vậy là đối với tứ diện đều ấy là nó có 6 mặt đối xứng em nhá. 6 mặt phẳng đối xứng. 6 mặt đối xứng đó thì mỗi mặt được xây dựng bằng một cạnh cộng với lại trung điểm của cạnh đối diện. Ví dụ AB thì nó sẽ đi qua trung điểm của CD nữa. Đúng không? AD thì nó sẽ đi qua trung điểm BC. AC thì nó sẽ đi qua trung điểm của BD. Đấy, các em lưu ý những cái chỗ đấy. Và như vậy nó có 6 cạnh thì nó phải có 6 mặt đối xứng rồi. Được. Cái chỗ này ta nghe thôi nhá. Bây giờ hình chóp tứ giác đều nhá, hình chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều ấy thì nó có 4 mặt đối xứng đấy. SABCD này. Cái mặt đối xứng thứ nhất là mặt SAC. Đúng không? Mặt đối xứng thứ hai chính là mặt phẳng FBD. Đúng không? Mặt thứ ba ấy là nó đi qua cái đỉnh S là một với trung điểm của AB và trung điểm của CD. Đúng không? Và mặt thứ tư thì tương tự. Nó đi qua trung điểm của AD và trung điểm BC với qua đỉnh F. Đúng không? Thì đấy là bốn cái mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều nhá. Chóp tứ giác đều. Thì nó bốn có bốn cái mặt phẳng đối xứng như vậy. Thế thì cái bài 1 và bài thứ 2 ấy thì cái tài liệu thầy gửi cho các em rồi thì trong đấy có những cái ví dụ thì thầy đã chữa rồi. Được chưa? Nhiệm vụ của em về nhà ấy là các em sẽ hoàn thiện cho thầy cái câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm ở phần toàn bộ cái tài đấy, tài liệu đấy. Được chưa nào? Và chúng ta đã xong gần như là có thể nói là đến bây giờ là ta xong gần như là một nửa cái chương 1 của hình học 12. Chương 1 hình học 12 nó có 3 bài. Bài 1 là khối đa diện. Bài 2 là khối đa diện đều và khối đa diện lồi. Và bài 3 là thể tích của khối đa diện. Thì chúng ta đã học xong 2 bài đầu rồi. Và chúng ta làm bài tập phần trắc nghiệm đấy để chúng ta nhớ lại lý thuyết nhé. Bài này của chúng ta hôm nay chúng ta học 2 cái bài ấy, có rất nhiều lý thuyết. Nên là đề nghị các bạn là phải xem, ghi chép lại và phải nhớ cho nó chuẩn. Được chưa? À, sau đây thì các bạn sẽ nộp bài ở trong cái bài mà tôi đăng ở trong nhóm các em nhé. Có ai có ý kiến gì không? Lý thuyết có nhiều quá không nhỉ? Không ạ. Lý thuyết nó hơi nhiều đấy, bài này lý thuyết hơi nhiều, đúng không ạ? Chúng ta phải cố thôi. Chả có cách nào cả, ghi nhớ ví dụ như là khối đa diện đều chẳng hạn thì nó có 5, đúng không? Đấy, 5 cái đấy thì nhớ ra, đấy như nào. Rồi, sau đây thì mời các bạn nghỉ nhé.